Dạ. Chỉ là mình đi theo một vòng tròn, một đường một chiều anh em, chứ không phải đường hai chiều. Mình cứ đi đường nào thì nữa mình về đường khác. Hết thuốc rồi ta cho điếu thuốc rồi. Tôi xin điếu thuốc. Bây giờ là khoảng 2 giờ rưỡi chiều và trời hôm nay là gần Noel nha anh em. Cái thời tiết hôm nay gần Noel nha anh em, nhìn cái cảnh hôm nay nó khác ha. Còn anh em mà đi cái cảnh mà vào mùa thu hay mùa hè nó sẽ khác nữa. Nên là chúng ta không bao giờ biết, không bao giờ là biết bây giờ mà đi hết được, chiêm ngưỡng được hết những cái cảnh ở đây vào các mùa. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là cái camera hiện tại là mình đặt sát luôn cái mặt ghi luôn. Thì hôm nay á, là mình các camera khác á, mình đã quay ở trên rồi, bây giờ mình để sát cho các bạn coi luôn. Ở đây sẽ lưu lại những cái tấm hình kỷ niệm để mình đi đến cái điểm du lịch Tràng An. Thì anh em nên quyết đi lại cái những hình ảnh đẹp nha anh em. Thì đây mình sẽ chụp lại những hình ảnh đẹp để lưu lại làm kỷ niệm. Đây có các anh nước ngoài. Bây giờ trời cũng gần mưa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những hạt mà mưa bay bay à. Ôi đồng mình giờ này mới tới đây rồi. Ôi. Ủa, đồng mình đi trước hay gì á? Kia này. Không. Đấy, ông cái anh mặc áo nón xanh xanh á, của bên em á. Dạ. Ừ. Dạ dạ. Quyết. Ấn Độ, India. India. Phải, không là sao rồi, phải. Phải hả? Á Rập hả? Nó biết Việt là chuẩn bị lên trời lên bị đổ những cơn mưa. Mưa anh em thì mình đã thấy những hạt mưa đó. Hello. Giờ thì cho mệt gắn máy trời mẹ nó. Chúng ta có thể nhìn thấy cảnh này giống như là vịnh Hạ Long mà trên cạn đó, các bạn nhìn thấy không? Hai hòn đá rất là đẹp. Ở đây tất cả các cô chèo thuyền Ngầu Kim luôn là hướng dẫn viên du lịch luôn. Các cô giải thích rất là rõ ràng luôn từng địa điểm và từng cái thắng cảnh như thế nào, lịch sử của nó luôn. Mưa đây thường mưa lớn không chị? Mưa cũng đủ ướt nha các bạn. Giọng giọng Hà Nội giọng Bắc đồ nghe vẫn đã hơn, cũng thích thấy không, chứ còn chỉ giọng Hàn Quốc đồ mình nói nghe không hiểu gì hết thôi. Sóng điện thoại hả? 3G hả? Không biết nữa. À, em vô không được mà. Nãy giờ chưa mở điện thoại luôn là đi làm biến chuẩn. Đây là nói chung là cũng ban tặng cho vùng đất Ninh Bình này. Đúng là vua ở đây là đúng hợp lý luôn. Vua ở đây chúa đâu? Chúa không biết. Tổng thống là vua Sài Gòn đúng không? Tổng thống vua Sài Gòn. Cái này vua là chính là vua Trần hay sao chị? Ở đây đến tinh hoàng nha, đến tinh hoàng, dùm lý cần,
lớn thử coi nó có gian lại không. Mấy kia nó mình thùng nữa. Tôi bị khôn. Chịu mình trong nước mình còn chịu quá. Mình xíu nữa ha. Hôm nay ở đây có lạnh không chị? Hôm nay ở đây có lạnh không? Lạnh vậy không ạ? À? Núi Đá Linh kìa. Núi núi địa linh. Núi địa linh. Nó cũng rảnh nó khắc ra ha. Wow. Đẹp quá thế này. Thấy cảnh vừa chờ thì vừa nói điện thoại gọi cho. Đợi hôm trước ông kia không chèo thôi. Ở đây có thể mình quay cái đoạn phim này chắc tầm khoảng từ 1 tiếng đồng hồ nữa nha. Ừ, ở dưới nước có trong có rêu rong rêu đẹp chứ. Chị wow. Hồi nãy ăn thịt gà chị, gà ở đây là nuôi mấy tháng ăn nha. Gà ở đây nuôi mấy tháng đem bằng chị? Gà nó chỉ có 3 tháng phải không? Ủa như em nhớ chị cho nó mèo ta. Chị cứ nói là mình đi đường đó đúng không? Mềm là do chắc để nằm đó. Lấy ra đã đâu. Chưa có đâu mà làm sẵn cho mình được. Tiếng mà sổn sổn á của máy chèo. Ở đây nó làm gì cũng đúng với máy mà cho cái này nổ máy chạy hết rồi chắc nó ôm sùm á. Nếu mà mua cái điện thì được ha. Mình nãy giờ là mình không bình luận gì nha anh em nha, tại nó đẹp quá rồi, nghe tiếng máy chèo cua rất là đẹp, rất là nghe rất là đã. Nên là mình không có lồng tiếng, không có thuyết minh cho quý vị và các bạn được. Bây giờ chúng ta đang ở giữa cái vùng núi núi gì mất nãy kiểu núi già núi Linh đi. Núi Địa Linh. Núi Địa Linh, vùng núi Địa Linh. Núi Địa Linh của Ninh Bình, Tràng An, Ninh Bình.
đúng đi khu này chứ như thì em đi Hạ Long mùa này là không có gì coi, em nói xuống dữ lắm. Hạ Long phải leo lên thuyền ngủ nhậu đi. Ủa, một ngày thường chị đi mấy cuốc vậy chị? À. Dạ. Đó là cái tài á, cái tài. Chứ ngày chắc em lấy đi 3 vòng cuối rồi chứ. Mới bờ này là em thấy cái tay bứ rồi đó. Này chỉ là nãy giờ đi nhanh. mình lo. Đi lái đi vậy. Em chèo. Em bên chèo tới mai tới không biết rồi. Lên con số gì lên, số gì lên, số 14 thua rồi. Số gì lên, số gì. Số 14 rồi, số 14 rồi. Đó không, người ta nói là đường dài biết ngựa hay ha. Mình mới chơi đâu binh vô, chết đâu binh vô. Nước rút. Chiều gì khỏe lắm chứ bộ rõ rồi. Chiều nay làm tốt rượu công ty nữa rồi. Ok đây nè. Cây si. Cây đa hả? Cây đa. Ủa đá nó sắp lên hay sao rồi ngộ đó. Sắp lên chế khỉ. Diễn có mua cái cà cải áo mà vậy. Hả? Chạy nước rút, nước rút, chạy nước rút. Khu này gái đẹp, gái đẹp. Khu này gái đẹp rất là nhiều. À, lên lên đền đúng, lên đền bay lại cam đấy, lại cam. Mình tăng tốc đi. Cho bay lại cam ta. Mình bay do chứ. Tôi là chó. Rồi tăng tốc đi. Tăng tốc, tăng tốc. Lên lên, cố lên. Cho số 14 đâu? Mình sẽ làm một ra một cái đĩa nhật ký để phát tặng cho những anh em đi trong ngày hôm nay. À, quý vị và các bạn. Tính ra là mình là thấp luôn đó. Trong thùng không thùng có. Có nước suối vậy? Có nè, nước suối nè, đây. Nước đây. Bảy. Nè nè. Nước suối nè. Đó, vô máu rồi đó. Cá dữ vậy. Không thấy cá bự ta. Có rồi, để 1 triệu đi. Cá bự nó trốn như có đâu mà nghe mấy ông làm sổn sổn chạy hết có đâu mà. Trời ơi, ở dưới cũng tăng tốc theo kìa mình này kìa. Diễn diễn diễn, mình sau lưng diễn diễn. Bốn tay kìa, bốn tay thằng mình kìa. Xưa này ông cố anh ra anh khai hoang rồi ông thiết kế ở đây chứ. Vừa để mai mốt rồi má anh em đồ ra tham quan. Ờ
xong rồi Việt Nam cũng có thắng cảnh này cũng đúng là khó thiệt đấy chứ. Đất này trồng mít riêng lại bại. Nó nằm trong tay nha, gió bão đâu sợ. Ở đây giờ mình không có chim yến hay. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái đoạn cua nha anh em ha. Nhìn thấy đẹp không anh em ha? Chứ tôi là thấy đẹp đấy. Wow. Sắm bỏ lại chúng ta. Rồng dưới đây trời xanh mát luôn. Rồi con gì nó bơi chừng như bơi lội bơi từ hồi nãy giờ bơi về cái là con vô địch từ đâu mà thế giới luôn. Vô địch. Núi Kim Quy. Giống con rùa ha. Con rùa. Đó, núi chúng ta trước mặt là núi Kim Quy. Đó, thằng rùa đây quý vị. Đây là thằng rùa đang đây quay nè. Đi đây quay cho mày nói đâu. Bấm vô, bấm vô quay. Bấm đi. Vô bấm rồi. Rồi. Vâng, xin chào tất cả quý bà con đã quay quý vị đã quay trở lại kênh của anh Năm Lùng ha. Đây là mặt tố của anh Năm Lùng đây. Anh đang ngồi chữ gì đây. Trước mặt chúng ta là ngọn núi Kim Quy. Ở trên có một con chim đang bay à, anh em thấy không? Đại bàng á. Núi con rùa, bạn ghi của bạn có bạn có. Khỏi đi, quay đi. Về đang ghi rồi. Ten. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hát đêm ngày, nghe thơ dịu dàng khơi niềm nhớ, môi nhắm mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ. Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay, bóng dáng em chiều nay. Te te re te 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 te
mưa, cái rét đầu đông, thân em bay hiu hiu gió lành. Hoa xưa thôi rồi, tao bên em một chiều tan lớp. Mấy người đó đi rất rong làm gì vậy? Xưa. À, thử đâu rất rong về cho con gì ăn chứ. Quá nhiều. Quá nhiều. Này công chăm sóc cũng dữ lắm á, vệ sinh môi trường cũng dữ lắm, dữ không đâu rất. Cái này mà cái đúng vào cái mùa mà hoa sen nó nở, do súng nó nở nữa ngon ha. Đó là miếng rồi không? Miếng mình ăn á. Đúng rồi á, ra lại cắt vô ra luộc y bài luôn á, không phân không thuốc gì luôn á, không có kích rễ kích đi không muôn bọt đọt gì hết á. Đây là cái máy à, này máy của kim Samsung Galaxy A50 rồi, mất tiêu cái đội của mình rồi, đây đội trước. Đây, chúng ta sẽ gặp lại hai ba người Trung Quốc mới nãy đây hả. Đi đúng của mình thôi, đi mình không đi. Đây từ bước đúng rồi, lâu rồi mấy em bây giờ mới được đi. Chiều ấy vừa nấu chuột luôn mà. Đúng không? Mình thì kiểu là nứt cái này kẹo cái này gì đâu có rất ngon được.
đúng rồi, chứ nó không là có ngủ hội chung không được đâu. Dạ. Việt thành Nam nữa. Đây hai đứa Trung Quốc mới nãy nha, ba đứa. À. Buồn như vậy. Buồn như gặp bây giờ chúng mày nó cười nữa này. Hết cười rồi. Đây, cái bà nầu xương sau nào của chú đây. Đó. Hello. À, đây gặp mình lại cười được. Ờ.